tận khoảng 15.000 kim cương. Ok, chúng ta đang có mặt ở đảo Thiên Đường và đây là giải đấu của tập đoàn Bass tổ chức. Ok, đang có một chút tiếng ồn nhưng mà thôi, điều kiện của mình chỉ có thế thôi nên anh em cố gắng ủng hộ cho mình nhá. Và chút nữa thì sau khi mà hết cái ván đấu giao lưu này thì mình sẽ tiếp tục tạo cái phòng cận chiến, anh nào chơi thì mình sẽ đọc pass ở trên này. Đây không phải là giải đấu của mình tổ chức mà đây là mình chỉ hỗ trợ với quân đoàn Bass vào tổ chức thôi. Đây là đây không phải giải đấu mình tổ chức nhá. Chúng ta đang có mặt ở góc nhìn của team số 1. Team số 1 có Man, Gago, Enter 22 và TFF Lữ Bố. Đây toàn là những người chơi ở rank rất cao, trong đó thì có Lữ Bố là ở rank huyền thoại. Team số 2 chúng ta có Ác Quỷ, có Pro, có ACE, ACE và Phương. Thì đây cũng là những game thủ mà có rank rất cao và hy vọng là trong màn đấu này chúng ta sẽ được xem những pha giao tranh đẹp mắt từ các người chơi. Và với cái tạo phòng trên Mobi này thì chúng ta sẽ rất là khó để nắm bắt cái mức độ di chuyển của đội. Chính vì vậy nên tôi sẽ chỉ cố gắng là theo dõi những pha giao tranh của họ xem chúng ta có gì hay không. Đây là team số 5. Team số 5 có Hara, Quân, Tiger và cả team. Thì họ cũng đều là những người chơi ở bậc huyền thoại cũng như là kim cương 4. Trận đấu này cũng toàn là những người chơi có máu mặt cả anh em ạ. Vẫn còn đủ 52 người, 53 đội đang có mặt ở trên cái bản đồ đảo Thiên Đường này. Với đảo Thiên Đường này thì có lẽ là các đội sẽ ít giao tranh hơn. Chúng ta đang có team số 8, có Bắc Cái, Trung Ngập, Gà Chùm ở khu vực trung tâm. Team số 9 bao gồm Hino, người đang có số lượng huy hiệu nhiều nhất trên bản đồ, 632 huy hiệu. Không nhìn thấy rank của game thủ này. Đây là Kirito và ông này tên là gì tôi không biết nữa, hình như là Doom thì phải. Đây là Lee Sin, một người chơi có lẽ thích chơi liên minh rồi, rank kim cương 2. Họ đang có khu vực trạm lý hỏa và đã bắt đầu bị bắn rồi, đã bắt đầu có giao tranh đến từ team số 10 và một team khác. Có một team khác đang nấp ở khu vực hàng rào và đang có một giao tranh rất là tốt. Thảo Lùn vừa là người mà có một số pha sấy với khẩu Ska của mình. Hiện tại anh ta đang có Ska và Spas 12. Đây là Neo và đây là Akma. Đây là người chơi này chắc là tên là Akma đây. Anh ta đoán được có địch nấp ở đằng sau cái tường và anh ta đang cố gắng là nhìn qua xem có không. Vừa rồi thì đã có một game thủ đầu tiên của bản đấu này đã bị hạ gục. Chúng ta cùng đến với team số 12 của gồm Mèo, Sai, Shake và WZWA. WZWA là một trong những người bắn cực kỳ hay ở trong cái vòng loại Hà Nội vào ngày hôm 14 tháng 10 vừa qua. Thì các bạn có thể xem lại những cái bình luận của giải Hà Nội ở trong cái video trên kênh của Rikaki Gaming. Trở lại với cả ván đấu, chúng ta có team số 13. Team số 13 họ sẽ quyết định là sẽ di chuyển vào sát cái bên bờ biển, tính từ cái hòn đảo về bên tay trái. Ở đây có Hải, Mr. Quỷ, Akma và anh Lâm cũng là những người chơi mà có rank rất cao, trong đó thì Akma là rank huyền thoại của Free Fire. Số lượng huyền thoại ở mỗi server thì theo mình biết thì nó chỉ có khoảng 200 người thôi. Thế nên đây cũng là một trong những ván đấu mà quy tụ nhiều rank huyền thoại nhất. Và tôi nghĩ rằng là phải đến cái vòng chuyên nghiệp của đấu trường sinh tồn, tức là vào khoảng cuối tháng 12 này thì chúng ta mới được xem cái ván đấu là quy tụ nhiều game thủ ở bậc huyền thoại đến như thế này. Trở lại ván đấu thì team số 2 họ đã bắt đầu di chuyển ra khỏi khu vực mỏ đá rồi. Và hình như thì họ đang ở rất gần một cái team, hình như là rất gần team số 13 hôm đấy. Real Bắc Cái vừa đã có một pha hạ gục và hình như người bị hạ gục là người thành viên của team số 3. Đó là Ezreal đến từ team số 3. Ezreal, thanh niên này đặt tên giống một con tướng ở trong game Liên Minh Huyền Thoại nhưng mà lại bị thiếu chữ R. Các đội đang thi đấu nói chung là cũng tương đối là cẩn thận và chúng ta đang có team số 4 họ đang nấp ở khu vực thị trấn. Vòng bo đầu tiên đã xuất hiện rồi, vòng bo đầu tiên đã xuất hiện và toàn bộ cái vòng bo này nó ôm trọn cái khu vực đảo bên tay trái của Free Fire, bên tay trái của đảo Thiên Đường. Team số 4 họ quyết định là sẽ cố thủ ở trong khu vực thị trấn và để tránh ảnh hưởng đến cái tiến độ giải đấu thì tôi quyết định là sẽ chuyển cam liên tục để các đội không bị lấy lý do là đá hình xong rồi các đội thua xong lại đổ tội cho người bình luận là tôi. Đây là team số 5, họ vẫn đang lang thang ở khu vực trượt tuyết và với cái hướng di chuyển này thì có thể là họ sẽ không gặp bất kỳ một đội nào trên đường di chuyển của mình. Trong khi đó thì team số 6 có Diver, RC, Faye và Akira, họ đang ở
khu vực biệt thự, vừa lại có thêm một thanh niên nữa bị bắn hạ. Có thể thấy là ở cái cấp huyền thoại này thì chúng ta sẽ khi thấy những cái pha giao tranh cống hiến và cũng như là cố gắng giao tranh nhiều, thì tức các đội họ đều cố gắng là loot đồ thật là nhiều, cũng như là cố gắng là có những cái lợi thế về địa hình trước khi mà quyết định ra, trước khi mà quyết định là sẽ giao tranh với ở đối phương. Đây là Nấm, Rambo, Seal và Rio. Chúng ta có game thủ Rio ở rank huyền thoại, mũ 2 giáp 2 với M4A1, MP40 và khẩu shotgun mini. Họ đang nấp ở góc gì ở bản đồ và có lẽ là họ cũng sẽ chưa di chuyển để cho đến khi mà vòng bo đầu tiên thu lại. Ở phía dưới khu vực lò rèn, tôi thấy có một cái tường băng, liệu có team nào đang nấp ở phía khu vực lò rèn không? Đây là team số 8, họ đã bắt đầu di chuyển từ phía khu vực khu trạm cứu hỏa. Lúc đấy thì họ cũng ở trung tâm trạm cứu hỏa và bây giờ họ đang có hướng, có cái hướng đi hướng đến trung tâm. Ryan Bắc Cái, anh ta đã hạ một mạng cho mình rồi, có lẽ là vừa bắn được cái thanh niên nào đấy trung tâm, lại thêm một người nữa vừa bị hạ gục. Người bị hạ gục vừa rồi có lẽ là team số 10, đó là Thảo Lùn. Lúc nãy thì họ đang nấp, hình như là họ đang ở khá gần cái team mà chúng ta vừa xem. Với cái chế độ tạo phòng ở trên Mobi này thì sẽ rất là khó để chúng ta theo dõi được vị trí của tất cả các đội. Và nếu mà chúng ta có cái tạo phòng trên PC thì nó sẽ tốt hơn. Thì trong tương lai thì tôi cũng hy vọng là tôi cũng sẽ được hỗ trợ cái đó. Và đây là Lee Sin, đội của anh ta chỉ lại còn một mình game thủ này thôi. Thảo Lùn, Neo và Akma đã bị hạ gục rồi. Và tất cả đều đã bị bắn hạ ở khu nhà cứu hỏa. Nấm đã vừa bắn hạ một thanh niên khác. Và đây là ở khu vực cuối đồi thông, ở ngoài khu vực bãi biển. Chúng ta có team của Kuro, Market à? Tôi nghĩ ra thanh niên này tên là Market, cũng như là Bắp. Lại tiếp tục có những pha giao tranh, rất là khó để chúng ta có những pha giao tranh, xem được pha giao tranh ở trong cuộc đàn đấu như thế này. Lý do là bởi vì các game thủ ở cái trình độ này họ bắn rất cao. Bạn chỉ cần hơi thò đầu ra, hơi nhúc nhích thôi là bạn đã có thể bị ăn đạn và có thể là sẽ lên bảng đứng số luôn. Chứ nó không giống như những cái giải đấu vui vẻ của chúng ta thường hay tổ chức. Những cái giải đấu thường thì người ta phải bắn nhau rất là lâu thì mới hạ gục của đối phương. Trở lại với ván đấu, chúng ta có team số 8, họ vẫn đang trần trừ. Vừa rồi thì họ đã bắn được cái team ở Thảo Lùn rồi đấy. Thì họ vẫn đang loanh quanh ở khu vực trạm cứu hỏa này và tìm cơ hội để tiến vào trong khu vực trung tâm. Trong khi đó team số 7 đã bắt đầu chạy vòng bo. Vòng bo đang cắn vào máu của các thanh niên, đó là Nấm, Rambo cũng như là Siêu, nhưng họ quyết định là di chuyển rất chậm ở khu ngoài vòng. Suýt nữa thì tôi ấn nhầm vào nút thoát, cái nút quay lại ở đây thì nó khá là hại. Đáng lẽ là không nên để cái nút quay lại ở chỗ này, nó nên để ở chỗ khác tốt hơn. Trong khi đó thì team số 1 hiện tại chỉ còn lại một mình TFF Lữ Bố. Họ đúc độ với một team nào chăng? Họ đã đụng độ với một team nào trên con đường vào? Và có lẽ là họ đụng độ với team số 8, cái team mà vừa di chuyển từ khu vực khu cắm, di chuyển khu vực lò rèn khu cắm trại. Thì nếu theo vị trí đó thì họ đang ở đằng sau. Vừa rồi thì WG33 anh ta đã vừa bắn hạ gục được một thanh niên nào khác. Và chúng ta sẽ cùng chuyển qua đội đấy để xem họ đang ở đâu. Đến lúc này, ok, đó đang là một pha giao chiến. GTV Shake của team Game TV anh ta đã bị hạ gục rồi. Đây chính là các thành viên ở Game TV, đương kim vô địch của cái vòng loại Hà Nội ngày 14 tháng 10. Và họ sẽ có mặt ở trong cái vòng bán chuyên vào ngày 9 tháng 12 sắp tới. Vừa rồi là một pha giao tranh, tôi không rõ là họ đã giao tranh với ai. Nhưng là WG33, người bắn rất hay ở trong cái vòng loại Hà Nội hôm trước. Đội Game TV họ đang làm gì đây? Có lẽ là biết là mình đang trên stream, có một số cái pha vẫy tay nhẹ với cả khán giả. Vừa rồi thì Siêu cũng đã hạ gục một người rồi. Rất là khó để bắt được các pha giao tranh ở trong cái ván đấu này. Chúng ta có Khang, đây là Khang. Anh ta họ vẫn đang loanh quanh ở khu vực trung tâm và vẫn chưa có ý định tiến vào. Đây là team số 7 của Nấm, họ vẫn đang ở rất xa vòng, họ đang tiếp tục chạy vào vòng. Vòng này thì cũng sát thương cũng chưa quá cao. Đây là Q, Pro Rip, Kubu và DF Ninja. Họ chính là những người đang ở trong khu vực trấn, có giao tranh bắn rất tốt, rất hay đến từ Q và có một vài headshot. Vừa rồi thì có một kẻ địch đã nhảy vào trong nhà, có lẽ là một thành viên đến từ team số 5 chăng? Trong khi đó thì không phải, vừa rồi không phải là thành viên của team số 5.
Vòng bo cuối thì sẽ thu vào trong khu vực của giữa bờ sông, sân tập golf và trung tâm. Hy vọng là nó sẽ không thu vào phía sông, bởi vì nếu mà thu vào phía sông thì tôi nghĩ là nó sẽ khá là khó để cho các đội giao tranh. Trong cái pha này hiện tại chúng ta còn team số 4, team số 7 và vẫn còn đủ các thành viên. Tôi thấy nấm vừa đu cát để đi vào bên trong cho. Chúng ta đang có một pha đu cát. Vừa rồi thì cái việc lag hình ảnh đã khiến cho cái việc đu cát nó không hiển thị hoàn toàn. Team số 13, các bạn đang có một vài cái game thủ cổ vũ cho mình ở trên trên livestream của Dekaki Gaming. Đây là 108 Hải Quy. Quy hay là chắc là Mr. Quy và A Lâm, thì anh ta đang di chuyển ở phía khu vực công xưởng, họ đang di chuyển rất xa vòng bo. Có thể thấy rằng các cái game thủ chuyên nghiệp thì họ không bao giờ chạy thẳng ở trong vòng bo như cách mà chúng ta hay chơi bình thường. Đây là team số 12, team GTV, họ đang có hai chiếc xe và đang lái bo ra khu vực map của cái giải đấu, map của cái bản đồ đảo thiên đường. Và đích đến họ có thể sẽ là cái đồi thông. Đây là G-Side, cái cáp theo bay rất chậm lên khu vực đỉnh núi. Không biết là trong khu vực đỉnh núi hiện tại có đội nào đang chờ không. Và như tôi thấy thì team số 11 có lẽ là họ đang chờ đợi thì team số 12 lên và có một cái pha giao tranh ở đây chăng. Tôi sẽ bám theo cái góc nhìn của đội này, cái hy vọng là tôi sẽ không làm cho đội này bị đá hình đến từ team số 12. Team số 11 và team số 22 họ sắp đụng nhau rồi, chắc chắn là sẽ có một cái pha va chạm nhau cực mạnh ở đây. Đây là WSI, người ta đang vác chảo lao thẳng lên và team số 11 họ đang ở rất gần rồi, nhưng có vẻ như team số 11 họ không biết. Đúng như vậy, team số 11 họ không hề biết là team WGTV đang ở trên top, đang ở trên đồi và bị bắn rất gắt. Ok, Market đã bị bắn hạ rồi. Đây là Bắp, họ đang cố gắng là cứu những thành viên của mình. Tuy nhiên thì team số 12 họ có cái bắt bắn tốt hơn, thi đấu rất là chuyên nghiệp, đúng là đương kim vô địch Hà Nội nó khác. Ok, vui như vậy là team số 10 họ còn vẫn còn mình đi xin. Vừa rồi là một pha ném bom rất tốt, Kaliojiwawa sai sấy, anh ta đã nhanh rút súng ra và bắn hạ đối phương. Tôi thấy có một thành viên của một đội khác, anh ta đu cát để chạy, nhưng có đu cát chạy được không? Có lẽ là không rồi. Và toàn bộ team số 11, cái cách mà các cái đội chuyên nghiệp họ thi đấu thì nó hoàn toàn khác so với là chúng ta chơi bình thường. Đây là team số 4, họ vẫn đang cố thủ ở khu vực thị trấn và họ sẽ ở khá xa so với cả vị trí nấp của Game TV. Trong khi đó team số 5 chỉ còn lại một thành viên này, anh ta đang nấp ở cái chòi canh. Tôi sẽ cố gắng là chuyển camera từ nhiều để không ảnh hưởng đến các đội. Và tôi thấy có một đội đã quyết định là gọi hòn thính ở phía khu vực trung tâm, có lẽ là họ đang thiếu đồ hoặc là thiếu bình máu nên là họ quyết định là sẽ gọi hòn thính để bổ sung thêm cái lượng trang bị cho mình. Đây là Nấm, Siêu và Rio, họ đang di chuyển về trong vòng bo. Cái vòng bo rất xấu, vòng bo này thực sự thì không tốt và không có nhiều thế nấp ở trong cái khu này. Ở phía sân tập golf thì nó khá là trống trải, còn phía bờ sông này thì gần như không có chỗ nấp nào luôn. Thế tôi thấy ở trên bản đồ có một cái thính nữa hiện ra, thì cái thính này có lẽ là do team Game TV họ quyết định gọi thính này ra để có thêm lượng trang bị. Nhiều bạn sẽ cảm thấy là cái cách thi đấu của các game thủ chuyên nghiệp này nó không có mang nhiều tính giải trí và không có nhiều cái hấp dẫn. Một cái pha giấu xe rất tốt đến từ WAG trung mập, họ giấu xe ở đây và tính nhẽ có thể dùng xe để lao ra chặn cầu hoặc là có một pha di chuyển vào trong vòng tốt hơn. Vừa rồi WAG sai đã giết soạt cả team, người cuối cùng lấp ở trong vòng bo của team số 5, anh ta đã bị hạ gục. Team số 4 họ vẫn còn đầy đủ các thành viên và với hướng di chuyển này thì điểm nấp của họ sẽ khá là trống trải. Ở khu này thì khu bờ sông của đảo thiên đường này nó không có quá nhiều cây đâu. Evo và Akira, thành viên đến từ team số 6, họ cũng đang ở khu vực thị trấn và với hướng di chuyển này thì họ rất dễ đụng độ vào với team số 4. Thì tôi thấy là team số 4 và team số 6 họ đang trên cùng một con đường để di chuyển vào phía mé ở thị trấn. Có lẽ một hai game thủ nào đó đã đá livestream này của tôi và có thể là họ đã biết được là team số 6 và team số 4 rất dễ đụng nhau, có vẻ như đánh hơi được, có vẻ không thơm nên team số 6 và còn đi vô á thì ra họ đã lấy xe di chuyển rồi. Team số 8 đang làm gì đây? Vẫn là vừa rồi là một pha giấu xe tốt đến từ WG trung mật và đối phương có lẽ là sẽ không mắc lốp được họ ở cái bức tường này. Lee Sin ở team số 10 cố gắng là cắn máu canh vòng. Anh ta chờ đợi một điều gì? Anh ta muốn là có một đội nào đó bị hạ gục để đạt được một cái
cái thứ hạng cao hơn chăng? Nếu cái vòng bo tiếp theo mà chạm vào thì chúng ta sẽ mất 10 máu một giây. Có một người chạy ở phía trước mặt, một người chạy phía trước mặt tôi tin đây là thành viên ở team số 4. Thành viên số 4 chạy trước mặt vòng bo không quá xa. Tuy nhiên với cái cắn máu này thì Lee Sin cũng khó mà có thể bay trong vòng được. 108 Hải vừa bị vòng đốt chết rồi. Anh ta có kịp chạy ở vòng không? Tôi nghĩ chắc chắn là vòng không đốt kịp, anh ta đã tính toán sai. Vừa rồi ta tính toán sai đến từ Lee Sin. Trở lại với cả thế giới Akira và Devil cũng đã bị vòng đốt chết. Mèo anh ta đang chạy xuống và bị sấy rất là căng đến từ đối phương. Vừa rồi người sấy có lẽ là Mr. Q và Alum. Họ đang ở phía bên cánh trái hướng di chuyển của sân tập Gold. Chúng ta chỉ còn lại 4 team. 4 team đây là Nấm, Su và Rio đang nấp ở trong cái căn nhà, cái nhà trại ở phía bờ sông. Đây là một điểm nấp cũng không phải là quá tốt bởi vì căn nhà này rất dễ chống trả. Tuy nhiên thì trong thời điểm này thì có chỗ nấp thì còn hơn là không có chỗ nấp. Đây là team số 8. Số 8 đúng như là tôi nói thì sau khi mà họ giấu xe xong thì họ đã quyết định là sẽ băng qua cầu và đã nhìn thấy thành viên của team đối địch ở trước mặt. Liệu Khang sẽ có một pha sấy không? Khang bật ống ngắm lên, sấy không tốt. Thì việc mà họ bật ống ngắm lên, sấy không tốt là đánh động cho đối phương. Real mắc cái quyết định là sẽ lấy xe tông thẳng vào trong khu điểm nấp của đối phương. Tuy nhiên là tông trượt, chỗ điểm nấp này khá hẹp và nhưng mà địch thì vẫn chưa sấy anh ta. Quyết định đặt tường băng để chặn xe, một pha đặt tường băng rất kinh nghiệm và cái pha công của Real mắc cái đã không thành công. WG trung mập anh ta có cứu mắc cái không? Có lẽ là không. Tôi đang thấy là có một pha giao chiến với rất nhiều người. Kubu đã hạ gục của Real mắc cái đặt tường băng. Các bạn có thể thấy là tất cả game thủ chuyên nghiệp mọi người đặt tường băng trước khi mà bắn để sau khi bắn hết đạn thì họ sẽ có cái điểm nấp của mình. Và trở lại các team khác thì toàn bộ team Game TV họ đã bị hạ gục rồi. Đây là WAG trung mập, chỉ còn lại team số 7. Vị trí nấp của họ giờ đây lại trở thành một cái điều rất tuyệt vời. Chỉ còn lại 8 người, một người đơn lẻ. À, chúng ta vẫn còn 8 người. Một đội có 3, một đội có 3 và một đội có 2 người. Bắn rất tốt đến từ 108. 108 họ đang sấy rất tốt ở phía sau khu vực gốc cây. Có ống ngắm nhiệt có thể phát hiện ra đối phương nấp ở đằng sau cái cây được. Và team của Kubu cũng như là Q họ cũng không còn nhiều máu. Có lẽ là tôi nghĩ là họ sẽ không còn nhiều máu trong tình huống này. Vòng bo sẽ bo về phía cái nhà trại và tất nhiên là team số 7 hiện tại thì họ có lợi thế. Nhưng mà điều mà họ không biết rằng đó chính là vẫn còn thành viên Khang của trung mật. Họ cũng đang nấp ở một phía bên tay phải của cái trang trại này. Khang đã bị bắn hạ rồi, có lẽ anh ta đã bị phát hiện ra từ một thành viên. Đúng rồi, đó là các pha bắn đến từ Q và Kubu. Họ quyết định là không tấn công vào cái làng trại nữa mà quyết định là chuyển hướng bắn sang hai cái cây ở phía đối diện. Như vậy thì họ đã hạ gục được cái team kia rồi. Kubu lại tiếp tục có một pha bắn tốt và anh ta có một pha bắn tốt. Tuy nhiên thì cái góc nấp của anh ta đều không tốt một chút nào. Như vậy là 108 đã là những người chiến thắng trong một ván đấu này. 108 thì họ không giết được nhiều nhất, tuy nhiên thì cái điểm nấp của họ khá là tốt và cái họ bảo toàn được toàn bộ các thành viên ở trên cái trong ván đấu của mình. Ok, vừa rồi thì mình đã hỗ trợ cho quân đoàn Bass, họ tạo một cái phòng giao lưu với nhau. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng trở lại với cái giải đấu giao lưu của chúng ta. Và các bạn hãy chờ mình trong 5 phút nhé, mình đi uống cốc nước cái đã.